Quan chức năng tỉnh Thái Bình tiếp tục xử lý sai phạm trong lĩnh vực đất đai. Giám đốc trung tâm đăng kiểm 5007V khai chủ trương nhận hối lộ vì có nhiều áp lực. Ninh Bình vừa chuyển đến nhà trọ mới được vài giờ, chồng sát hại vợ rồi tự thú. Bệnh viện Nhi đồng 2 xác định lại giới tính hơn 100 trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả đến với bản tin điểm nóng của báo Thanh Hóa. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, tình hình sai phạm trong quản lý đất đai ở Thái Bình đang trở nên hết sức nghiêm trọng. Hàng loạt vụ việc đã bị phanh phui, kéo theo đó là những hệ lụy nghiêm trọng. Cụ thể, cơ quan chức năng đã khởi tố hàng chục cán bộ, công chức từ cấp huyện đến cơ sở vì những sai phạm liên quan đến đất đai. Chi tiết vụ việc mời quý vị theo dõi ngay sau đây Mới đây, cơ quan tố tụng các cấp tại tỉnh Thái Bình, đặc biệt là huyện Hưng Hà, đang tiếp tục tăng cường các hoạt động xác minh, truy xét, điều tra mở rộng đối với các vụ án, vụ việc liên quan các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai để tiến hành xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. Đối với những sai phạm vi phạm chưa đến mức bị khởi tố, truy tố hình sự thì các cá nhân tập thể liên quan sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hình thức xử lý kỷ luật căn cứ theo vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương khi để cán bộ dưới quyền vi phạm pháp luật đến mức phải khởi tố, truy tố. Tính từ đầu năm 2024 cho đến nay, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh Thái Bình đã đấu tranh phát hiện, tiến hành điều tra xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hàng chục lãnh đạo, cán bộ từ cấp huyện đến xã thôn để tiếp tục điều tra xử lý về những sai phạm liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai theo thẩm quyền được giao tại huyện Hưng Hà, cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 11 người là cán bộ cấp huyện, xã, thôn bao gồm Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, Nguyễn Tiên Phong, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà, nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trần Thị Hải, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Hưng Hà, nguyễn anh hoàn giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện hưng hà trần đức quang lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện hưng hà đường khắc thủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã hồng an trần ích vinh bí thư tri bộ thôn bắc sơn xã hồng an trần quang bảo trưởng thôn bắc sơn xã hồng an đường thị hoa tri hội trưởng tri hội phụ nữ thôn bắc sơn xã hồng an Trần Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An, nguyên công chức địa chính xã Hồng An. Vũ Văn Tuấn, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà. Tương tự tại huyện Kiến Sương, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 người là lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, lãnh đạo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, lãnh đạo cán bộ xã Minh Quang và một giám đốc doanh nghiệp gồm có bùi đức chỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân xã minh quang huyện kiến sương đỗ xuân khu phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện kiến sương ngô thị bích liên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện kiến sương phạm thiên tư nguyên là cán bộ địa chính xã minh quang huyện kiến sương tô duy diệp giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện kiến sương trần văn thành chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện kiến sương nguyễn sơn la giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mạnh la các bị can nói trên bị khởi tố điều tra về nhóm tội danh gồm có lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ gây hậu quả thiệt hại lớn cho nhà nước, cá nhân. Hiện tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn. Trước đó, tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành chỉ thị số 31 CTTU ngày 26 tháng 6 năm 2024 nhằm kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Tiếp sau đây, mời quý vị đến với những tin tức chúng tôi tổng hợp trong 24 giờ qua. Quý vị đừng bỏ lỡ. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, đồng thời thi hành lệnh bắt Nguyễn Đại Thắng tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra. Theo điều tra, năm 2018, Nguyễn Đại Thắng, sinh năm 1976, trú tại phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, được bầu giữ chức bí thư tri bộ kiêm trưởng phố Trường Sơn. Đến cuối năm 2022 và năm 2023, một số hộ dân có nhu cầu mua đất Nghĩa Trang để xây mộ nên có gặp Nguyễn Đại Thắng hỏi mua đất khu vực Nghĩa Trang Cồn Tương. Sau đó, Thắng đã thông qua chi bộ phố thống nhất về việc bán cấp đất Nghĩa Trang cho các hộ có nhu cầu. Các hộ phải trả 1 triệu đồng một mét vuông và giao cho Lê Bá Bình, người quản trang thu tiền. Tổng số tiền bán đất cho 14 hộ dân là được 335 triệu đồng. Khai báo với cơ quan chức năng, Nguyễn Đại Thắng cho biết toàn bộ số tiền trên đều chi vào hoạt động chung của phố và không tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, đối chiếu sổ thu chi của phố Tường Sơn thì không thể hiện và Nguyễn Đại Thắng cũng không xuất trình được các chứng từ chi tiêu. Mặc dù không có thẩm quyền, nhưng Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình vẫn giao bán đất nghệ trang cho người dân và thu tiền, đã xâm phạm quyền quản lý đất đai của nhà nước, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất đai của chính quyền địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của chính người dân có nhu cầu được cấp đất nghệ trang. Từ kết quả điều tra trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội làm dụng quyền trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại điều 357 Bộ luật hình sự năm 2015 cùng các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đại Thắng để phục vụ điều tra. Được biết, đây là một trong năm vụ án trọng điểm tại tỉnh Thanh Hóa, thuộc diện theo dõi điều tra đặc biệt của Ban phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm. Hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các luật sư bào chữa tiếp tục xét hỏi đối với nhóm bị cáo thuộc trung tâm đăng kiểm 5005V, 5006V và 5007V. Tại phiên tòa, ông Ngô Ngọc Sơn, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm 5007V thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội nhận hối lộ, số tiền chịu trách nhiệm hình sự và số tiền hưởng lợi bất chính là đúng. Ông Sơn cho biết từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 8 năm 2018, khi nhận nhiệm vụ giám đốc trung tâm đăng kiểm 5007V, ông đã thực hiện rất nghiêm, không cho các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện khi kiểm định. Tuy nhiên, tới tháng 8 năm 2018, vì có nhiều áp lực về doanh thu, để đảm bảo đạt chỉ tiêu số lượng phương tiện kiểm định và lương thưởng cuối năm của nhân viên, ông Sơn đã họp với các phó giám đốc, trưởng truyền để hội ý việc nhận tiền bỏ qua lỗi, kiểm định đạt cho các phương tiện đăng kiểm, cho phép nhân viên nhận tiền bồi dưỡng từ chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi nhỏ và tăng thêm thu nhập. Ông Sơn yêu cầu mỗi truyền hàng tháng phải đưa 10 triệu đồng để có tiền gửi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và giải quyết công việc đối ngoại của trung tâm chủ trương nhận tiền này không có chỉ đạo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cụ thể, trong cuộc họp giao ban, ông đã đề nghị nới lỏng quy định. Ông này quán triệt với các nhân viên trung tâm. Thôi thì kiểm tra nới nới cho người dân những lỗi nhỏ rồi nhắc nhở chủ phương tiện. Nếu chủ phương tiện đưa bồi dưỡng thì nhận để tăng thêm nguồn thu nhập cho nhân viên của trung tâm cũng như có chi phí ngoại giao. Chi phí ngoại giao này gồm tiền đưa hối lộ cho các lãnh đạo cục đăng kiểm qua các thời kỳ là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Bị cáo Sơn mô tả đây là văn hóa phong bì tại nơi làm việc. Việc đưa hối lộ cho các lãnh đạo cấp cao này nhằm để họ tạo điều kiện cho các hoạt động của trung tâm đăng kiểm 50-07V. Bị cáo Sơn nói không đưa thì không tự tin lắm trong giao tiếp, không tự tin lắm khi làm việc. Giai đoạn đầu, ông Sơn đưa cho ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam tổng số tiền là 680 triệu đồng. Sau khi ông Hình nghỉ hưu, ông Đặng Việt Hà lên làm Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Ông Sơn đã đưa ông Hà 357 triệu đồng. Ngoài ra, ông không còn đưa tiền cho ai khác. Hiện gia đình ông Sơn đã khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính 800 triệu đồng. Ngày 29 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với Lương Thiện Phước, sinh năm 1967, chú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Quản lý Đất Đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Cao Sang sinh năm 1982 trú thành phố Tam Kỳ, chuyên viên tri cục quản lý đất đai về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 1 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về việc thu hồi đất cho Công ty Long Hân thuê thửa đất số 337, tờ bản đồ số 29 diện tích 2.211m2, khối Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, để xây dựng khách sạn Long Hân. Nguyễn Cao Sang và Lương Thiện Phước được giao nhiệm vụ thẩm định, tham mưu cho thuê thửa, lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bị can đã cố ý thực hiện việc lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xử lý. Sáng ngày 30 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn. Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ vừa mới chuyển đến thuê trọ cùng chồng tại địa phương này. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Gia Thịnh, vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày hôm qua 29 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi cặp vợ chồng đến thuê trọ tại một nhà dân trên địa bàn người chồng đã ra tay sát hại vợ mình rồi đến cơ quan công an đầu thú nạn nhân được xác định quê quán ở nghệ an trong khi người chồng là người địa phương ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án vụ án mạng xảy ra đã gây rúng động dư luận địa phương nhiều người dân tỏ ra bàng hoàng và không khỏi xót thương trước cái chết của người phụ nữ trẻ hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ Liên quan đến vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành quyết định giám đốc thẩm, quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hủy một phần bản án hình sự phúc thẩm số 205/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và giữ nguyên quyết định tại bản án hình sự sơ thẩm số 155/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Lê Thị Anh Thư, Lê Thanh Tú, Nguyễn Thanh Tân và Phạm Thị Hương. Tòa án nhân dân tối cao cũng quyết định hủy một phần bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và một phần bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Trần Huy Lập, Phạm Thị Cúc, Nguyễn Thanh Bình, Lê Hùng Phong, Nguyễn Thị Như Mỹ và Nguyễn Thăng Long để xét xử sơ thẩm lại. Tuy nhiên, theo hội đồng giám đốc thẩm, 10 bị cáo này đều là chủ doanh nghiệp mua xăng dầu trong đường dây buôn lậu, có hành vi đồng phạm giúp sức nên hai cấp tòa kết án họ về tội buôn lậu là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo Lập, Cúc, Phong, Mỹ, Bình, Long phạm tội theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng tòa sơ thẩm xử phạt tiền là sai lầm trong việc áp dụng pháp luật. Mặt khác, các bị cáo đều là chủ doanh nghiệp có vai trò chính trong việc thỏa thuận mua bán xăng nhập lậu, nhưng tòa sơ thẩm lại áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính, trong khi đó những người giúp sức cho các bị cáo này, tức vai trò nhẹ hơn thì lại bị áp dụng hình phạt tù. Như vậy, bản án sơ thẩm chưa đảm bảo nguyên tắc phân hóa, phân loại khi xử lý tội phạm có đồng phạm và không công bằng đối với các bị cáo khác thuộc nhóm giúp sức trong cùng vụ án. Từ đó, Hội đồng giám đốc thẩm hủy một phần bản án ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về phần đình chỉ xét xử phúc thẩm 6 bị cáo trên để xét xử sơ thẩm lại theo hướng không áp dụng hình phạt chính là phạt tiền. Đối với 4 bị cáo, Thư, Tú, Tân, Hương thì tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Lê Thị Anh Thư 4 năm tù, Lê Thanh Tú 5 năm tù, Nguyễn Thanh Tân 6 năm tù và Phạm Thị Hương 3 năm tù đã là nhẹ và dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Tuy nhiên, tòa án cấp phúc thẩm chuyển hình phạt tiền là hình phạt chính đối với 4 bị cáo phạm tội thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Mặt khác, các bị cáo đều là chủ doanh nghiệp, biết nguồn gốc xăng là xăng nhập lậu nhưng vẫn bàn bạc, hứa hẹn việc mua bán xăng nhập lậu, phạm tội trong một thời gian dài, có tổ chức, thu lợi bất chính lớn nên việc áp dụng hình phạt chính là phạt tiền là quá nhẹ, không có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Do đó, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo này. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông tin, ngày 29 tháng 7, Viện Vật lý Địa cầu đã phát đi liên tục 25 bản tin động đất tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Trong đó, chiều 29 tháng 7, tỉnh Con Tum lại hứng thêm 7 trận động đất. Cụ thể, trận động đất xảy ra mới nhất có độ lớn 3,7, Tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, được ghi nhận lúc 15 giờ 14 phút 24 giây ngày 29 tháng 7, tại vị trí có tọa độ 14,904 độ Vĩ Bắc, 108,214 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, độ rủi ro thiên tai cấp 0. Các chuyên gia nhận định đây là những trận động đất kích thích gây ra do hồ chứa nước, cơ bản liên quan đến việc tích nước xảy ra theo chu kỳ, có những đợt dồn dập xảy ra trong vòng mấy ngày, sau đó dừng lại Trước đó, trận động đất có độ lớn là 5 xảy ra vào 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7 tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, tọa độ 14,827 độ Vĩ Bắc, 108,245 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở khu vực tâm chấn và lân cận. Trận động đất đã gây rung lắc mạnh ở vùng tâm chấn và khu vực lân cận. Nhiều người dân ở Đông Giang, Hiệp Đức, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cho biết cảm nhận rất rõ một đợt rung lắc mạnh từ 5 đến 7 giây. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Con Plông cũng cho biết trận động đất này đã gây nứt một số công trình trường học, trụ sở y tế, công an trên địa bàn huyện. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Con Tum vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ. Chính quyền địa phương các cơ quan chức năng cần tiến hành đánh giá thiệt hại, ra soát, đánh giá các công trình yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của động đất và có giải pháp với các công trình này. Để chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra, tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo các địa phương tại khu vực Con Tum đánh giá tác động và mức độ ảnh hưởng của các trận động đất đã xảy ra đối với nhà dân, trụ sở làm việc, trường học, đặc biệt là kiểm tra các công trình thủy điện, thủy lợi để kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời khi có tình huống. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao kỹ năng phòng, chống động đất cho người dân. Sau khi hứng chịu hàng loạt trận động đất liên tiếp, trong đó có trận lớn nhất từ trước tới nay, 5 độ, người dân vùng tâm chấn vẫn còn lo sợ. Thôn Đắc Tăng, xã Đắc Tăng, huyện Con Bờ Lông, Con Tum nằm trên đỉnh núi cao, nay đang vào mùa mưa cộng với động đất liên tục, khiến người dân lo sợ xảy ra tình trạng sạt lở đất. Nhiều người muốn tìm vùng đất bằng phẳng hơn để yên tâm cất nhà sinh sống. Cách thủy điện thượng Con Tum khoảng 15 cây số, lúc xảy ra trận động đất lớn nhất, chị Y Móc 40 tuổi cùng mấy chị em trong làng đang làm ngoài đồng. Khoảng 11 giờ trưa, ai nấy đều cảm nhận được mặt đất rung nhẹ đột nhiên lúc sau mặt đất máy xay lúa rung mạnh khiến cả nhóm hoảng loạn chị y móc kể lại tiếng nổ như tiếng bom khiến ai nấy đều hết hồn la toáng lên sợ cái nhà nó sập cả nhóm liền chạy ra ngoài đường lớn sau đó nghe như tiếng nước chảy vài giờ sau dân trong thôn cảm nhận được rung lắc đến hôm nay tôi vẫn còn sợ nên không dám đi làm theo chị Y Móc, động đất ở đây xảy ra thường xuyên như cơm bữa, có khi đêm ngủ ba mẹ con đều cảm nhận được giường rung nhẹ. Lúc đó, chẹt bát chạm nhau phát ra tiếng. Ông A Dinh, trưởng thôn Đắc Tăng cho biết, thôn có 120 hộ dân với 340 nhân khẩu, có khoảng 70 hộ dân làm nhà trên đỉnh núi cao nhất xã. Ông A Dinh cũng cho hay, thôn cách thủy điện thượng nguồn Con Tum khoảng 15 km, vài năm trở lại đây khi thủy điện hoạt động lúc nào trên địa bàn thôn cũng xảy ra động đất, nhưng không biết nguyên nhân là gì. Ông Nguyễn Hồng Thực, thôn Vi Rơ Nghèo, xã Đắc Tăng, huyện Con Bờ Lông, nhớ lại khi gia đình ông đang chuẩn bị ăn cơm thì cảm nhận rung lắc lớn. Ông Thực nói, con của tôi ngồi bên thấy rung lắc nên đã khóc òa. tôi cũng sợ nên đã bế con ra ngoài. Đến khi rung lắc xong được vài phút, tôi mới vào nhà để kiểm tra. Rất may, nhà chỉ rung lắc, tài sản không bị ảnh hưởng gì, theo người đàn ông này, nhiều năm nay tại địa phương, mỗi ngày thường có một tới 3 trận động đất gây rung lắc nhẹ, một số trận trên 4 độ sẽ gây rung lắc mạnh và trong lòng đất cũng phát ra tiếng nổ lớn. Ông Lê Như Nhất, giám đốc Sở Công thương tỉnh Con Tum cho biết, hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân nên chưa xác định được địa điểm gây ra động đất. Khi xác định được đơn vị thủy điện gây ra động đất mới có phương án tiếp theo liên quan tới trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo ông Nhất, tỉnh Con Tum cũng đã kiến nghị Viện Vật lý Địa cầu sớm hoàn thành đề tài nghiên cứu, có kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra động đất, nhưng chưa xong. Ngày 29 tháng 7, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận 144 hồ sơ yêu cầu xác định lại giới tính. Đa số trẻ tới xác định lại giới tính có hình dạng bên ngoài là nam giới, tập trung nhiều từ 6 đến 10 tuổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tấn Đức, trưởng khoa thận niệu, bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận định nguyên nhân thường thấy nhất khiến trẻ bị nhầm lẫn giới tính là trẻ bị dị dạng đường sinh dục như lỗ tiểu đóng thấp, phì đại âm vật do tăng sản tuyến thượng thận, làm cho các nhân viên y tế, thậm chí bác sĩ sản khoa bị nhầm lẫn ngay khi bé chào đời. Vẫn còn rất nhiều trẻ sống với giới tính nhầm lẫn qua nhiều năm, tới khi trẻ bắt đầu xuất hiện các biểu hiện tâm lý khác so với giới tính Hình thể bên ngoài thì mới được phát hiện và can thiệp. Thậm chí, một số trường hợp qua tuổi trưởng thành mới được xác định lại giới tính. Ngoài ra, nếu bị dị dạng đường sinh dục, trẻ có thể can thiệp trong giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt như em bé song tính, lưỡng tính cần chờ đợi bé lớn hơn, khoảng từ 12 đến 15 tuổi, khi bé biết được giới tính thật sự của mình, cha mẹ sẽ cùng bé chọn lựa. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, không phải trường hợp trẻ em nào khi sinh ra cũng dễ dàng xác định được giới tính, đặc biệt là những trẻ có bất thường ở bộ phận sinh dục. Bác sĩ Thạch lưu ý, bác sĩ sản khoa, bác sĩ nhi khoa, những người đón em bé chào đời cần phải được cập nhật kiến thức để ghi đúng giới tính cho em bé, nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của trẻ. Việc cập nhật lại giới tính cho những trẻ em này cũng rất phức tạp. Hiện đã có 105 trường hợp được cấp giấy chứng nhận xác định lại giới tính. 9 trường hợp đang chờ hội đồng xác định lại giới tính. Còn lại là những hồ sơ không đủ điều kiện xác định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin điểm nóng của báo Thanh Hóa hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.